Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn nghe truyện ngắn Duyên Phận, trích Những Câu Chuyện Thú Vị. Giọng đọc Thùy Trâm trên kênh IQ Radio. Khi gả về nhà anh, chị 16, anh lên 5 tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật. Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính. Một lần bà nội xin được một quẻ sâm giữa miếu ngục khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga. Bởi thế ông bà nội bàn tính đưa lễ hậu kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh. Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo mùa đông. Cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá. Tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn, nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư. Vì thế bà mối đến réo rắt: gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà. Mẹ chị lắc đầu: nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa. Nhưng chị xin: mẹ, cho con đi đi, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha. Tiếng kèn đón dâu thổi ván đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình. Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư? Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ, đi giày thêu cúi lạy cha mình, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra trộn phấn má hồng. Phong ba đến tận bao giờ để cành hoa tan nát dưới trời mưa? Từ đó số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít. Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ, gọi chị là chị gái. Hằng ngày chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ. Có lúc anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc. Trong tim chị coi anh như một đứa em trai. Hàng xóm láng giềng gặp chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ sâm của Phật hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật. Dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: ho gà, viêm màng não, lở loét, vân vân. Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: đây là hôn nhân của mình ư? Đây là chồng của mình ư?
Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị, hát to: "Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường." Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gầm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói: "Chị ơi, em yêu chị." Chị lại là vợ, vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ. Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc. Chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay. Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi. Từ đó không ai gặp lại ông nữa. Nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền. Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy 3 mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra sắn ống quần lên lội ruộng. Ngày còn ở nhà, chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng. Khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ. Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng. Đàn ông bỏ đi không tâm tích. Bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị gần như van vỉ, nói: "Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó. Nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành." Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi. Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa. Chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh. Chị quằn quặt không ngày không đêm làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc, nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt. Khi anh tốt nghiệp trung học, thi đỗ vào một trường đại học sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường. Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ. Chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa. Nhưng anh vẫn nói: "Chị chờ tôi quay về nhé." Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường. Có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra đã được đền đáp lần đầu. Bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, vẫn má hồng một kiếp chân chiên. Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi. 2 năm đầu nghỉ hè và nghỉ Tết, anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ 3 đại học, anh viết thư về nói: "Chị đừng gửi tiền nữa, và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị." Lúc đó chị đã 29 tuổi. Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát ly đi học. Thế coi như là đã quá tốt với anh rồi. Chị già hơn anh 11 tuổi. Thôi, đừng chờ chồng nữa. Bây giờ anh đã đi xa,
ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ, tím vàng. Biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa. Chị cũng không biết trong lòng mình đang thủ tiết giữ đạo phu thê. Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng đã là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh. Hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa, chị chờ tôi quay về nhé. Hay là chị đang lo âu cho người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa. Chị cứ chờ. Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng. Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất. Dáng dấp của một người đàn ông nho nhã, hiểu biết. Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ. Là một người đàn bà nhà quê đích thực. Trong lòng chị chỉ còn coi anh như là một đứa em trai thân yêu. Chị không ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành. Giờ chúng ta có thể thành thân." Chị nhìn anh như đang nằm mơ. Chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị. Chị cười, tự đáy lòng dâng lên. Miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người. Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở quê làm ruộng. Họ có với nhau một con trai, một con gái. Sau này anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường. Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc toẹt chạy ra hỏi: "Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?" Một sự im lặng bao trùm. Mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì. Chị cười méo mó nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn cười, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch: "Chị các chú đấy, có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi." Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt. Bây giờ chị đã 72, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khỏe kém, bệnh phong thấp đã làm chị đi tập tễnh. Anh 61, đã về hưu từ lâu. 2 năm nay họ dọn về khu nhà này ở. Nếu hôm nào trời không mưa gió hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa. Chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi. Chăm sóc như thế, ân cần như thế. Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị. Mang nghĩa đủ, tình đầy, đi dọc một kiếp người. Anh nói: "Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà. Bây giờ tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy." Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé 5 tuổi. Họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái như chân trời mùa hạ. IQ Radio cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.